Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu vào đền thờ, lúc người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi người rằng: Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền đấy cho ông? Chúa Giêsu trả lời: Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta? Họ bàn tính với nhau: Nếu ta nói bởi trời thì ông sẽ nói với ta, vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta thì chúng ta lại sợ dân chúng, vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri. Bây giờ họ trả lời cùng Chúa Giêsu rằng: Chúng tôi không được biết. Chúa Giêsu nói với họ: Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong truyền thần thoại của Hy Lạp có câu chuyện về một thanh niên rất là đẹp trai. Anh ta không biết mình đẹp trai, bởi vì sao? Bởi vì hồi xưa đâu có gương soi đâu. Thế rồi một hôm, anh ta ra vào một cái hồ, và hôm đó trời tĩnh lặng. Khi anh ta nhìn xuống dưới mặt hồ thì thấy cái bóng của mình lên ở dưới đấy. Anh ta thấy sao mà có người ở đâu mà đẹp quá như vậy. Thế là anh ta cúi xuống để hôn. Nhưng khi anh ta hôn thì mặt hồ nước sóng lên và cái người đẹp biến mất. Anh ta buồn lắm. Rồi một lúc sau, anh ta ra mặt hồ yên lại. Anh ta lại cúi xuống hôn lần nữa. Mặt hồ rung động thì cái người đẹp ở trong hồ lại biến mất. Rồi sau đó anh ta nhất định kỳ này không hôn nữa mà lao xuống chụp luôn cái người đấy. Và khi lao xuống thì anh ta chết. Câu chuyện thần thoại nhưng lại cũng nói lên một cái chuyện có thật ở trong lòng mỗi người chúng ta. Đó là ai cũng thấy mình thật hay, thật giỏi, thật tốt, thật đẹp. Và đó là cái điều được biểu lộ rõ ràng trong lời Chúa ngày hôm nay. Các thượng tế và kỳ lão hỏi Chúa: Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông? Bởi vì những lời Chúa dạy bắt họ phải thay đổi cuộc sống. Họ không muốn thay đổi, cho nên họ mới cự nữ với Chúa. Và Chúa đặt ra một câu hỏi để cho họ biết được mình: Nếu các ông trả lời cho tôi, phép rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta? Thì tôi sẽ cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm. Và họ bàn tính với nhau: Nếu như bảo bởi trời thì sao lại không theo? Nếu bảo phép rửa của Gioan là bởi người ta thì không được, bởi vì mọi người tin Gioan. Và cuối cùng họ nói: Tôi không biết. Và Chúa cũng trả lời: Tôi không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Và cái không biết của những người thượng tế kỳ lão đây cũng là cái không biết ở trong lòng ta. Không biết về cái tội của mình, không biết về cái sai của mình. Mà một khi người ta đã không biết cái sai, cái lỗi của mình, hay là cố chấp không muốn nhận biết, có ai nói anh sai? Không, tôi không bao giờ sai. Thì làm sao ai có thể nói được? Và chính Chúa cũng không thể nói được những người này. Chúng ta trong những ngày gần đến lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã đến và xin cho chúng ta mở được lòng mình ra để nghe được tiếng Chúa trong lòng mình, trong tiếng lương tâm, trong tiếng bề trên, trong luật lệ.
Và để được điều đó, xin cho chúng ta biết mình yếu đuối, biết mình sai lỗi, biết mình cần đến Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mình, để chúng con có thể thấy được đâu là cái sai mà nghe lời Chúa dạy, đâu là cái điều tốt để mà bước theo Chúa. Một người không biết mình không bao giờ thấy mình sai. Xin cho chúng con biết mình để biết cái sai mà sửa. Và Chúa đến nói chúng con nghe. Amen.